Giờ là 10 phút tập luyện với tiên cá. Sẽ cho các bạn xem khả năng chạm là biết bơi của Simba. Simba, nãy giờ tôi chạm em nhiều rồi, chắc là bây giờ em đã làm quen với nước được rồi đúng không? Dạ. Rồi, biểu diễn khả năng thở nước của em cho bạn coi. Dạ. Hít hơi vô bằng miệng, thở ra, thở bong bóng lên. Rồi, ngửa mặt lên, hả miệng ra, hít hơi vào liền. Có bị nước vô lỗ mũi không em? Không. Quá giỏi. Nhưng mà bây giờ anh khuyên em một điều nha. Thở ra bằng mũi trong nước ít thôi, đừng thở ra nhiều quá. Nếu mà em thở ra nhiều quá thì lúc em ngẩng mặt lên em hết cái sức để em hít hơi vô bằng miệng, nên em chỉ thở ra vậy thôi nè. Nghe cái âm thanh nè, vậy thôi. Mà em thở nhẹ ra thôi, rồi ngẩng mặt lên hả miệng ra hít hơi vào liền. Mình phải thở ra ít thì hơi nó còn giữ trong bụng mình nhiều, mình mới nổi được. Nếu mà mình thở ra nhiều quá thì mình sẽ bị chìm, em hiểu không? Dạ. Chính xác rồi đúng không? Rồi em dám làm như vậy 10 lần cho anh không? Đem mắt kính vô cái đã, cho nó tự tin. Cha bạn Simba giỏi quá à. Bạn Simba mới học bơi á các bạn. Rồi thở nước nha. 1, 2, 3. Rồi ngửa mặt lên hả miệng lên, hít hơi vào liền. Hít hơi vô bằng miệng được không? Dạ được. Rồi bình tĩnh lại rồi làm tiếp 9 lần nữa. Hả miệng ra hít hơi vào. Rồi ngửa mặt lên hả miệng ra, hít hơi vô liền. Được rồi đúng không? Có bị nước vô mũi không? Không. Trời ơi giỏi dữ quá ta. Nhưng mà đừng có ngẩng cái mặt cao lên quá nha, mặt cuối cuối vậy nè nước nó mới chảy xuống. Ngẩng mặt cao quá là cái lúc hít vô cái nó vô miệng vô mũi mình liền à. Ok, 8 lần nữa đi Simba. Dạ. Có thể là 10 phút nữa Simba biết bơi luôn á. Rồi. Hả miệng ra hết rồi. Đó, tốt. Tiếp. Đúng, giỏi quá à. Ờ, xin chào mấy em. Mấy em hôm nay đến đây bơi hả? Không, đi là em tới nhà của anh nhưng không anh xong rồi em gọi cho mẹ của anh là cô Bạch Tuyền á. Cô Bạch Tuyền anh ở đây. Ủa mẹ anh bên đây nè. Gọi cho Tiôn chi? À vậy hả? Rồi à, qua đây rồi nãy giờ ở đây rồi không nói gì hết luôn, ngại ngùng vậy luôn á hả? Gặp mẹ Tiôn chưa? Chưa. Mẹ ơi, thấy em muốn làm người cá kìa. Nè. Thấy em nè. Vậy đi qua bển để gặp cổ đi em. Ừ. Nãy giờ em mới làm được sao đó. Vậy tưởng. Ôi Simba giỏi lắm các bạn à. Simba đã thở nước được rồi. Thở được trong nước rồi. Chúc mừng Simba, vỗ tay lớn lên nào. Nhưng mà khả năng chạm và biết bơi của Tiêu đang bị giảm á nha. Tiêu chỉ còn có thể chạm được vài bạn nữa thôi à. Trong ngày hôm nay á, chạm và biết bơi yếu rồi. Chạm em rồi, em bơi giống như cái máy luôn rồi đó. Còn muốn gì nữa? Nên mấy bạn muốn giỏi là phải gặp Tiôn mỗi ngày. Tiôn chạm mỗi ngày mới trở thành siêu kình ngư được, mới thành siêu người cá rồi mới trở thành tiên cá. Lâu quá không chạm là yếu. Rồi bây giờ Simba thở nước vậy tốt rồi, bắt đầu lết ra ngoài đây biểu diễn kết hợp bơi. Chắc chắn luôn không biết bơi. Đúng rồi, kết hợp hơi thở với bơi. Chúc mừng Simba. Ôi, các bạn đừng có khinh thường bạn người cá Simba quá. Bạn ấy là hả siêu người cá chưa thức tỉnh đó nha. Bạn ấy mà thức tỉnh là bạn ấy bơi dữ lắm nè. Đúng rồi đó các bạn. Quay các vô bạn mặt bạn ấy nè. Hả miệng ra hít hơi vào. Rồi úp mặt xuống, thở ra bằng mũi trong ơi. Nước. Rồi ngẩng mặt lên là hả miệng ra hít hơi vào. Giỏi quá à. Giờ kết hợp nha. Nghe Tiêu dạ. Nói nha. Dạ. Hả miệng ra hít hơi vào. Luôn. Rồi lắp luôn. Ngẩng mặt lên hít hơi vào. Mấy bạn coi Simba giỏi này nha. Simba chắc không giỏi. Hả miệng ra hít hơi vào rồi úp mặt xuống nước, nín thở, lắc đuôi một cái. Rồi thở ra bằng mũi, ngẩng mặt lên, hít hơi vào tiếp. Nghe rõ không Simba? Bây giờ là nín thở nha, hít hơi vào rồi nín thở úp mặt dưới nước rồi lắc đuôi rồi mới được thở ra nha. Hít hơi vào, úp mặt xuống nước, nín thở, lắc đuôi. Rồi thở ra bằng mũi trong nước. Wow, giỏi quá, Simba làm được rồi. Hôm nay như vậy là đủ rồi. Dạ.
Rồi, chúc mừng Simba. Simba hiểu rồi đó. Hiểu vấn đề chưa? Dạ, em hiểu. Cho em ba cái đuôi cá vô thử đi em. Các bạn ơi, bây giờ Simba sẽ mang cái đuôi cá vô nha. Thôi, bữa sau đi rồi biến hình người cá. Bữa nay như vậy đủ rồi. Bữa nay là như vậy là tiến hóa quá nhanh rồi. Dạ. Đúng không? Baby kill chưa tới nữa ta. Sao lâu gì ta? Ha. Baby kill. Tới rồi đó mấy em à. Tới đâu? Tới rồi, đi qua đi. Nhanh lên. Đây. Rồi, bây giờ Tiun sẽ cho bạn cá Simba cưỡi lên lưng Tiun. Qua bên kia nha. Sướng quá. Sướng gì đâu mà sướng dữ vậy. Tại bạn ấy chưa biết bơi. Thôi để em rút ra bên kia luôn kìa. Vừa bơi nhanh đi. Simba, sao lên bờ đi, xuống nước đi cho lẹ. Qua lưng Tiun cưỡi. Cưỡi tiên cá. Mấy bạn mà bơi giỏi xuất sắc mới được cưỡi tiên cá thôi. Rồi, leo lên lưng nè, vô nè. Hay quá. Còn mấy bạn người cá này bơi giỏi chưa nè. Rồi Simba, sau cái bữa tập hôm nay em thấy như thế nào, tốt không? Dạ, tốt. Quen hết rồi đúng không? Dạ. Vậy là bữa sau mình sẽ ôn lại bài này rồi tập qua bài mới ha. Dạ. Để trở thành người cá ha. Dạ. Rồi bây giờ em dám chơi liều không? Chơi liều là gì vậy thầy? Hít hơi vào, nín thở, cùng lặn xuống, mình sẽ chui qua cái chỗ này, chịu không? Dạ chịu. Anh cho em lên bờ, em đem mắt kiến. Nhắm mắt lại luôn, dám không? Dạ, em phải đem mắt kiến em mới chịu được. Mình dở cái này lên mà mình chui vào. Ủa, em có thở. Ủa, em mới thở trong nước luôn hả? Dạ không, em mới nín thở trong nước. Em mới nín thở trong nước được luôn rồi hả? Dạ. Mạnh dữ vậy luôn hả? Dạ. Wow, chúc mừng Simba đã vượt qua một thử thách của Tiun. Rồi mời Simba lên bờ. Lần sau chúng ta sẽ tập tiếp bài khó hơn. Hôm nay như vậy là đã quá nhiều rồi. Được không? Dạ. Bình tĩnh. Một tay vịn. Rồi tay này. Hít hơi vào, nổi người lên. Simba giỏi chưa?